Thưa quý vị, quy mô dân số Việt Nam đã hơn 100 triệu người. Tuổi thọ người Việt Nam được cải thiện, nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, thời gian sống với bệnh tật kéo dài. Theo Cục Dân số, tuổi thọ của người dân được nâng cao, đạt 73,7 tuổi năm 2023, đồng thời vượt qua các xu hướng toàn cầu về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trong 30 năm qua và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt mức cao trên thế giới. Tầm vóc thể lực người dân có bước cải thiện. Cũng theo Cục Dân số, công tác dân số của nước ta vẫn còn những khó khăn thử thách như chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng, đối tượng và nguy cơ không đạt mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc, tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ số giới tính khi sinh cao, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn chậm khắc phục. Tuổi thọ người dân được cải thiện nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, chỉ đạt 63,2 tuổi khỏe mạnh với nam và 70 tuổi với nữ.